Và để đi đến cái cổng Khải Hoàn Môn thì mình đi xuống tầng hầm này rồi. Khách du lịch họ rất là đông. Đang sửa chữa nên là mình phải lên trên cái trên. Để mà được lên ở đỉnh cao nhất. Có hình điêu khắc rất là đẹp. Để mà được lên tầng trên cùng này, cái trên này để quay để nhìn hết quan cảnh đẹp thì mình phải mua vé và phải trả 13 euro để mình có vé để đi lên. Giờ mình xếp hàng, có vé là bây giờ mình xếp hàng nha. No, los sebas tengo otro, me iba a sacar uno. Tenemos tres, porque ustedes lo pagan. Pero dice tu papá que tiene que entiende que ha tenido asiento gratis. Bueno, que diga, muestro el carnet. No creo que sea el carnet. Tiene que mostrar tu documento de identidad y ya está. Ojalá que sea así, lo dudo, pero bueno. Sau khi qua cổng kiểm tra an ninh thì mình đang đi lên một cái cầu thang xoắn ốc này. Wow, cũng là cao. Nhưng mà không sao. Mới được một nửa thôi mọi người. Họ có để sẵn hàng ghế để mình nghỉ ngơi sau khi ra cầu thang. Lại ra cầu thang nữa. Sau vài phút đi cầu thang thì mình đã lên được cái nơi mà mình muốn đến, rất là đẹp. Mình đứng ở trên cùng của Khải Hoàn Môn này, nhìn thẳng ra là đại lộ Champs-Élysées, rất là đẹp. Cuối đường là La Đồng Phong. Mình có thể thấy được một phần quang cảnh của Paris.
Sẽ đi qua hướng này mình sẽ được nhìn thấy tour Eiffel, tháp Eiffel. Đây thì mình, đây là nhà thờ Đức Bà. Chỉ thấy được cái chóp thôi, cái thờ Đức Bà thôi. Những con đường thẳng tắp rất là đẹp. Đây là một cái nơi cũng là nổi tiếng của Paris. Đó là nhà thờ Sacré-Cœur ở trên đỉnh đồi. Nếu mà đứng ở nhà thờ này mình cũng có thể thấy một phần cảnh Paris. Rất là đẹp. Khu phố từ dưới đi lên đồi rất là đẹp mọi người. Xa xa trên đỉnh đồi đó là nhà thờ, là Mông Mạc, là nhà thờ Sacré-Cœur như hồi nãy mình nói. Mình đi qua cái hướng này thì nhìn nó rõ hơn. Có một cái tòa nhà họ làm cái sân ở sân vườn ở trên tòa nhà rất là đẹp. Thiết kế trên sân thượng của tòa nhà. Ilisha, con sẽ lấy cái sân thượng của tòa nhà. Teraz ten wieża i flach to lepiej wygląda. No, całkiem. Za tym wynoszałeś. Nie zrobię, że na końcu tego. Słyszaj, Frank. Nghe tiếng máy bay không? Họ không thấy cái máy bay ở đâu. Chưa đường chưa làm lấy không? Good position right here. That's a good position. Yeah. 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 Yeah.
Xa không biết là cái gì, nhìn giống như quả bóng đang bay. Thấy đẹp nên quay thôi, sẵn tiện đang ở trên này. Bây giờ mình đã quay, mình sẽ đi xuống phía dưới. Mình đi xuống thì mình rất mệt nên mình cho mọi người cầm đi xuống để đẹp đẹp đẹp. Nói chung là đây là cửa hàng bán đồ lưu niệm. Một cái đồng tiền có hình Khải Hoàn Môn. Đây là cái nơi mà cầu thang hình tam giác nó xuống dưới rồi mọi người. Đây là phía trên có những cái hình điêu khắc rất là đẹp, rất là tinh xảo mọi người ạ. Rất là mê ở đây, có những cái hình điêu khắc đẹp quá. Rất là sống động. Phía bên kia thì người ta đang sửa chữa. Mình đứng từ xa chụp.
đây là đại lộ Champs-Élysées, là nơi nơi có những cái cửa hàng rất là sang trọng của các hiệu nổi tiếng như là Louis Vuitton, Dior, rồi những cái hiệu Cartier, những hiệu nổi tiếng ở đây. Nhưng mà để video, để những video tới mình sẽ quay cho mọi người xem. Bây giờ mình đi về nha. Kết thúc ngày hôm nay. Xin chào mọi người, chúc mọi người xem video vui.